Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp tục trong video này, giới thiệu đến các bác hai chiếc loa súp hàng bãi nội địa Nhật của hãng Sony và của hãng Yamaha. Vâng, đầu tiên đây là chiếc loa súp nằm với hai bát trên một thùng. Hàng chính hãng của Yamaha các bác nhé. Và chiếc thứ hai nó là súp điện không dây của hãng Sony. Súp điện không dây các bác nhé. Các bác lưu ý nó là súp không dây. Hàng này khá là hiếm. Và được thiết kế là bát đánh gầm. Đây, dây điện của loa. Em sẽ quay qua hình thức của loa súp Sony. Phía trên đó là nắp nhựa có chữ Sony. Khi cắm điện vào thì đèn trên này nó sẽ báo sáng màu xanh hoặc màu đỏ. Hình thức của loa súp Sony vẫn còn khá đẹp các bác nhé. Không bị nở, không bị bể chỗ nào lớn cả. Hàng bãi thì không tránh khỏi những vết trầy xước ở bên vỏ, trầy xước nhẹ thôi. Màu đen rất dễ nhìn thấy cái vết xước. Đó. Khá đẹp. Và bên hàng xóm họ đang rửa xe nên là nghe nó hơi khó chịu. Vâng, bên trên cái nắp nhựa nó mỏng như vậy. Còn đó thùng là thùng gỗ các bác nhé. Loa súp điện nên là khá là nặng. Thùng thiết kế vuông và cao. Ok, sẽ đo qua kích thước của thùng loa. Có chiều cao là 40 cả chân. Và chiều ngang là 27. Loa thiết kế vuông, chắc chiều sâu cũng là 27 các bác nhé. Cao 40 và cao sâu 27. Đây là thông số của loa súp điện không dây hãng Sony. Model là SA-WCT 660. Đây là số series 6201. Loa này chạy điện 100V và có công suất tiêu thụ là 30W. Loa không dây nên là công suất là tiêu thụ 30W thôi. Và made in Malaysia. Loa được sản xuất tại Malaysia các bác nhé. Nhưng mà vẫn gọi đó là hàng bãi nội địa Nhật. Hãng họ đặt sản xuất tại Malaysia, đó, sau đó rồi xuất sang thị trường Nhật Bản cho người Nhật sử dụng. Nên là gọi là hàng bãi nội địa Nhật. Có bác bảo là sao sản xuất tại Malaysia mà bảo là hàng nội địa Nhật. Vâng, gọi là hàng nội địa Nhật vì hãng Sony đặt nhà máy sản xuất tại Malaysia, sau đó xuất trực tiếp sang Nhật Bản cho người Nhật sử dụng nên có điện 100V mà không xuất sang nước nào khác. Đó. Sau khi bên Nhật họ không sử dụng nữa thì mới mang về xuất sang nước thứ hai hoặc nước thứ ba, sau đó về Việt Nam. Nên gọi là hàng bãi nội địa Nhật các bác nhé. Và đây các bác thấy sản xuất tại Malaysia
tuy nhiên là toàn tiếng Nhật thôi nhé. Đó, và quan trọng nó là hàng chính hãng nên các bác yên tâm về chất lượng và những sản phẩm điện tử mà xuất sang thị trường Nhật thì tiêu chuẩn rất là khắt khe. Ok, em sẽ cắm điện vào để bật lên. Đây là có cái công tắc bật nguồn ở phía sau, ấn vào đó. Và khi bật nguồn lên là nó có đèn màu xanh nhấp nháy ở phía trước. Cái này súp không dây thì là dùng kết nối không dây như wifi hoặc là tần số gì đó. Cái này em không hiểu lắm đâu. Bác nào hiểu công nghệ thì có thể về tự dò và biết sử dụng. Thì kết nối nó đơn giản. Cái này em không hiểu lắm đâu các bác nhé. Các bác về nghiên cứu. Em sẽ bán giá như là súp hơi thôi để cho các bác cần thì các bác về để độ chế gì đó hoặc là có cái công nghệ nó hợp với cái súp này thì ghép vào rất là tuyệt vời luôn. Và em quay qua phía dưới của loa súp, súp này ở dưới con đế nhựa 4 chân và lỗ thông hơi cũng là ở phía dưới luôn. Loa bát gần cao su béo. Bát này nó khoảng 17 18 gì đó. Loa còn rất đẹp các bác nhé, nguyên zin chưa tháo ra khỏi thùng. Và chiếc loa súp không dây của Sony này em sẽ bán với giá là 1 triệu các bác nhé. 1 triệu giá chưa bao gồm phí ship. Và bác nào mà am hiểu về công nghệ không dây hoặc là đang cần loa súp này thì giá rất là tốt. Thông thường những chiếc loa không dây có giá rất cao các bác nhé, đặc biệt là loa của hãng Sony. Ok, tiếp đến là một chiếc loa. Loa này thì được thiết kế dạng nằm như là loa center. Không biết là nên gọi nó là loa center hay là loa súp đôi của hãng Yamaha. Có chiều ngang của loa là 42 cm, 42 43. Bên ngoài nó là ốp nhựa, vỏ nhựa bên ngoài khá là dày và khá nặng các bác nhé. Bên trong thì nó là thùng gỗ, chắc là thùng gỗ rồi. Ở phía trước có lưới sắt bảo vệ, lưới còn đẹp phẳng, thương hiệu Yamaha. Xung quanh cũng là ốp nhựa. Vâng, hàng bãi về thì không tránh khỏi những vết giày xước do vận chuyển. Tuy nhiên là nhựa không bị vỡ. Màu đen rất dễ nhìn thấy cái vết màu trắng nó quay, nó ánh lên. Thông số phía sau của loa Yamaha có model là NS SWB 600, trở kháng là 3 ohm và công suất max là 100W, sản xuất tại Malaysia. Đây là cầu bắt dây loa cộng trừ đó, thùng loa còn khá đẹp các bác nhé. Vâng, nhìn bên ngoài mặt trước của loa thì các bác cũng có thể nhìn thấy hai loa bát ở hai bên nhé. Ở giữa là lỗ thông hơi, hai bát này có kích thước là 10 cm. Loa còn nguyên zin chưa tháo ra khỏi thùng, bao zin bao đẹp bao sống cho các bác yên tâm. Ok, em sẽ đấu vào để test nhạc. Vâng, em sẽ đánh trực tiếp từ điện thoại qua âm ly, đánh thẳng vào loa Yamaha. Đây là nó sẽ có đủ dài như là loa thông thường các bác nhé.
check đi, đánh bắt không nhỉ? Loa chịu đòn rất tốt. Với loa này các bác có thể làm loa sub hoặc là làm loa center nghe nhạc cũng ok, đánh rất là đủ dài luôn. Bass cũng đánh rất tốt. Với chiếc loa Yamaha này em sẽ bán với giá là 900.000 các bác nhé. 900 chưa bao gồm phí ship, bao zin, bao sống tuyệt đối cho các bác yên tâm. Ok, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Vâng, xem kỹ trước khi liên hệ. Xin chào. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.